Mộc cho web Mộc xin giỏi không muốn cho bạn biết, nếu bạn muốn có ngay một bài đích trình hoặc bao boy siêu đỉnh kèm theo luôn hiệu ứng chất lượng tương tự như thế này, thì đầu tiên truy cập trang web này, rồi chọn tiếp vào store, tiếp theo chọn create, cuối cùng chọn thuyết trình. Tại đây bạn có thể chọn mọi chủ đề phù hợp với bài thuyết trình của bạn. Bạn ưng mẫu của bài nào thì chọn tiếp vào phần template, nó sẽ cho phép bạn tùy chỉnh nội dung của mình bên trong đó. Cuối cùng chọn vào thuyết trình nữa là xong, giúp bạn tạo bất ngờ với giáo viên và luôn luôn đạt điểm cao khi thuyết trình bài của mình.